Chào các bạn, có rất nhiều bạn hỏi mình là anh ơi, thế thì cái cấu trúc để các bạn chăm sóc da tối giản mà vẫn hiệu quả là như thế nào? Có một số bạn thì là sinh viên, các bạn kinh tế chưa đầy đủ thì các bạn khó các bạn có thể theo được một cái cấu trúc lý tưởng, bởi vì mình đã nói về lý tưởng rồi. Và một số bạn thì làm kinh doanh, các bạn không nhiều thời gian ngồi bôi nhiều sản phẩm và da của bạn cũng không nặng nề đến mức phải bôi tất cả những sản phẩm trong cấu trúc lý tưởng, thì các bạn cũng hỏi. Và mình cũng phải nói với các bạn là mình không thể lấy những sản phẩm mà mình đang dùng cho da mặt của mình, tức là mình cũng đang sử dụng tối giản cho chính cơ thể mình, bởi vì mình cũng khá là bận rộn. Thế thì mình không thể nói là như thế là tốt, bởi vì mình cũng tìm hiểu rất nhiều nghiên cứu thì mình thấy rằng chẳng có nghiên cứu nào người ta nói về tối giản cả. Người ta chỉ nói về từng bước trong một cấu trúc của một chế độ chăm sóc da lý tưởng thôi, chứ người ta không nghiên cứu về tối giản, bởi vì làm gì có cái chuyện là chúng ta có một công thức tối giản cho tất cả mọi người, đúng không? Mà chúng ta muốn biết về tối giản thì chúng ta phải biết rằng chính bản thân các bạn ấy, các bạn làm nghề gì, các bạn có thu nhập thế nào, các bạn có một cái mức kinh tế thế nào đấy đối với sản phẩm chăm sóc da và mong muốn của các bạn, rồi thì các bạn có khoảng thời gian chăm sóc bản thân như thế nào, vân 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 vân. Đó là của các bạn, không ai có thể can thiệp được. Và từ lý tưởng thì chính các bạn mới là người lựa chọn rút ra những cái bước nào đấy, sản phẩm nào đấy mà các bạn cảm thấy là hài lòng với kinh tế, điều kiện sống của các bạn cũng như là hoàn cảnh công việc của các bạn. Có khi các bạn đầy đủ tiền, thừa tiền đi, nhưng các bạn không có thể là bôi được hết. Thì đó cũng là các bạn cần tối giản, và lựa chọn tối giản thì cần sự hướng dẫn của bác sĩ. Thế thì mình không hướng dẫn cụ thể cho một ai, cho nên là mình sẽ nói lý tưởng, sau đó là mình sẽ lược bỏ dần dần để cho các bạn tự bản thân các bạn rút ra những sản phẩm nào các bạn cảm thấy phù hợp nhé. Thứ nhất đó là làm sạch. Làm sạch thì các bạn biết rằng da của các bạn là một cơ quan bảo vệ, và nó trên nó cũng có những cái con vi khuẩn, nó cũng bị chết ở trên da, rồi những tế bào chết. Tức là các bạn tắm ấy, các bạn tưởng tượng là ghét ấy. Ghét cũng chính là những tế bào chết mà da của chúng ta nó trưởng thành, nó cũng phải có những cái thứ nó bong đi. Thì đó là ghét, ghét trong thuật ngữ chúng ta thường hay gọi hàng ngày. Thì đó cũng là điều chúng ta cần phải làm sạch. Rồi thì bã nhờn, đúng không? Bã nhờn cũng là bảo vệ da chúng ta, nhưng mà tiết ra rồi thì nó cũng tích tụ trên da và nó bám những cái bụi bẩn các thứ, rất là nhiều thứ. Thì đương nhiên làm sạch là bước đầu tiên. Và bước thứ hai là sản phẩm bôi bảo vệ mắt. Bôi bảo vệ mắt thì đương nhiên là giúp cho các bạn là không bị thâm mắt rồi. Đấy, các bạn không bị làn da vùng mắt nó chảy xệ, nó xấu xí, thì bôi các sản phẩm bảo vệ mắt nó rất là tốt, làm cho căng mọng hơn, đẹp hơn. Và quan trọng hơn nữa là các sản phẩm mà bôi trên da mặt, đặc biệt là sản phẩm điều trị. Ví dụ như bệnh nhân này bị mụn trứng cá, bệnh nhân có thể sử dụng benzoyl peroxide, thì cái này và các sản phẩm điều trị mụn của bệnh nhân ấy nó rất là mạnh. Nếu mà da vùng mắt mỏng như vậy mà chúng ta không có sản phẩm bôi bảo vệ mắt thì nó có thể bị đỏ khoe mắt. Và sản phẩm điều trị thì mình vừa nói qua rồi, những sản phẩm mà bệnh nhân sẽ sử dụng đối với từng 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 cái bệnh lý của bệnh nhân. Đấy, các bạn nhé. Đấy, từng cái bệnh lý của bệnh nhân. Đấy. Từng bệnh lý của bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ sử dụng như thế sao cho phù hợp. Ví dụ mụn thì là niacinamide, rồi thì nám cũng là niacinamide được. Rồi thì dưỡng ẩm, dưỡng ẩm để giúp da chúng ta là mịn màng hơn, rồi thì khỏe mạnh hơn, bởi vì nó không bị khô, không bị kích ứng ngứa ngáy khó chịu, thì dưỡng ẩm mà giúp cho da các bạn điều đấy, và sẽ là bước thứ tư nhé. Còn tại sao lại là 1, 2, 3, 4, 5 thì các bạn xem trong cái clip lý tưởng mình nói rõ hơn rồi. Kem chống nắng sẽ giúp cho da chúng ta là không bị ngứa ngáy khó chịu nếu như các bạn dùng đúng, bởi vì nó các bạn biết đấy, tia UV trong ánh nắng mặt trời nó làm cho da chúng ta bị đỏ, bị lão hóa, bị ngứa ngáy khó chịu, viêm các thứ, thì kem chống nắng hạn chế chúng ta cái đó. Và khi mà da chúng ta nó không bị những cái điều khó chịu như vậy thì bản thân các bạn sẽ thấy là mình thoải mái hơn, đúng không? Mình cảm thấy là vui vẻ hơn và làm việc tốt hơn, thì kem chống nắng là như thế. Còn buổi tối, buổi đấy là buổi sáng nhé, ban ngày ấy, thì buổi tối chúng ta có làm sạch cũng như buổi sáng, vẫn sản phẩm đó các bạn cũng có thể sử dụng cho buổi tối được, có thể thôi nha. Còn cụ thể từng bệnh nhân thì mình mới nói tư vấn được sản phẩm,
À, ví dụ thế, cũng phải làm sạch, bởi vì qua một ngày các bạn thấy đấy, mình vừa nói lúc nãy nó rất là bẩn đúng không? Phải làm sạch, bởi vì nó phải tiếp nhận rất nhiều những cái bụi bẩn rồi thì bã nhờn các thứ liên quan tới cả những cái xác vi sinh vật chết ở trên da ông ta, cho nên chúng ta cần phải làm sạch. Rồi thì cũng bảo vệ mắt đúng không? Bảo vệ da vùng mắt thì đúng hơn. Đấy, cho bạn hiểu như thế nhé. Rồi thì bước thứ ba là dưỡng ẩm và bước thứ tư là retinoid. Retinoid mình có clip riêng rồi, nó liên quan tới chống lão hóa, làm sáng da, trị mụn cực kỳ là nhiều những cái hữu ích, thì phải dùng buổi tối. Đấy, bởi vì là nó rất dễ bị, các bạn tưởng tượng nó bị phá hủy, các bạn tưởng tượng như thế, bị phá hủy bởi ánh sáng. Do vậy thì không ai kê rồi thì nó bôi buổi sáng cả các bạn nhé, không ai kê bôi ban ngày cả mà phải bôi buổi tối trước khi đi ngủ là retinoid. Thế thì như thế này, đó là những sản phẩm, đó là những bước của một chế độ chăm sóc da lý tưởng. Thế thì các bạn lựa chọn cho bản thân của các bạn nhé, một chế độ tức là tối giản mà vẫn hiệu quả thì như thế này. Các bạn nhớ cho mình, các bạn không thể bỏ được bước làm sạch, bởi vì da của bất kỳ ai dù là hoàn cảnh nào các bạn cũng phải được làm sạch, bởi vì nó đương nhiên là còn còn tồn tại trên thế giới này, thì các bạn còn phải da của các bạn còn phải tiếp cận với bụi bẩn từ môi trường đúng không? Các bạn có lọc không khí đến mức độ nào chăng nữa thì cũng không thể sạch 100%. Rồi thì các bạn cần phải ra ngoài đường, các bạn vẫn cần những con vi sinh vật trên da các bạn và nó vẫn phải chết đúng không? Cho nên chúng ta phải làm sạch, và đặc biệt là da chết thì cũng phải phải làm sạch, bởi vì nó chúng ta vẫn sống thì đương nhiên nó vẫn tồn tại da chết rồi, và nó sẽ nhiều lên qua thời gian, cho nên chúng ta không không làm sạch thì nó sẽ tích tụ làm cho da các bạn nhìn không được đều màu, bởi vì nó dày da chết quá, nó phản xạ ánh sáng không tốt, cho nên là về vật lý mà nói thì nhìn vào da những người như vậy sẽ không được đều màu chẳng hạn. Nói chung là phải làm sạch là bước các bạn không thể bỏ. Đấy. Tối giản mình bảo các bạn lược đi, nhưng lược đi mình lại hướng dẫn các bạn là những thứ không thể bỏ. Đó là các bạn thấy rằng cái cách để mình truyền đạt với các bạn. Rồi, sản phẩm tiếp theo các bạn không thể bỏ là gì? Đó là kem chống nắng. Chúng ta không thể bôi bảo vệ mắt nhiều này. Chúng ta không thể bôi sản phẩm điều trị 3 triệu rưỡi một lọ ban ngày, rồi thì 3 triệu rưỡi một lọ ban đêm, 7 triệu rồi. Đấy, rồi thì chúng ta cũng bôi rất nhiều serum, cũng là dạng điều trị như vậy. Mà chúng ta không bảo vệ bằng kem chống nắng thì nó làm sao? Nó gần như chẳng có cái tác dụng gì, bởi vì nó bị phá hủy, nó bị ảnh hưởng bởi UV. Nên do vậy thì bước thứ hai các bạn tối giản đến đâu chăng nữa thì kem chống nắng không thể bỏ nhé. Đấy, các bạn nhé, không thể bỏ. Và quan trọng nhất thì vẫn cứ là làm sạch và kem chống nắng, hai cái này. Bởi vì các bạn làm sạch nhiều, buổi sáng làm sạch lipid thực ra trên da các bạn ấy, bã nhờn ấy, nó cũng bảo vệ da các bạn. Đương nhiên chúng ta làm sạch là tốt thôi, nhưng mà chúng ta không chống nắng cho nó, không bảo vệ nó thì tự dưng da các bạn bị, sau khi làm sạch tưởng sạch thì cũng lại yếu hơn nếu mà không có kem chống nắng. Nên do vậy thì phải đi với nhau nhé. Nếu không thì làm sạch tưởng là tốt, nhưng mà da các bạn cũng phải kích ứng nhiều hơn, bởi vì lipid nó bị loại bỏ đi. Cần nhớ nhá. Làm sạch đây là mình nói sữa rửa mặt đấy nhá, chứ không phải làm sạch bằng mũi cái khăn mặt mà gọi làm sạch đâu các bạn nhá. Trong chăm sóc da thì chúng ta cũng phải phải hiểu cho mình không nói quá nhiều vì nó quá dài, nên các bạn nhớ cho mình nhé. Đấy, và tiếp theo các bạn giật lùi xuống cho mình. Nếu các bạn còn trẻ thì các bạn có thể hoãn sử dụng retinoid. Các bạn nhé. Nếu các bạn còn trẻ các bạn có thể hoãn sử dụng retinoid, bởi vì là điều kiện kinh tế chẳng hạn vân vân, nói chung là tùy các bạn thôi, nhưng mà nên sử dụng bằng mọi giá, sau này chúng ta cũng phải có nó trong cấu trúc. Nhưng mà nếu mà thực sự là còn trẻ và da vẫn đẹp mà các bạn chưa có điều kiện thì chúng ta nên tạm thời hoãn cái retinoid này. Đấy. Và sản phẩm thứ ba các bạn nên cân nhắc đó là dưỡng ẩm, bởi vì mùa hè đỡ, nhưng mùa đông hay là bạn nào mà da hay kích ứng ấy, thì nên có sản phẩm dưỡng ẩm. Nên có sản phẩm dưỡng ẩm để cho da chúng ta nó khỏe mạnh, nó đều màu, nó căng mịn, và bản thân các bạn bớt khó chịu bởi ngứa ngáy kích ứng các thứ nhé. Còn dưỡng ẩm thì mình nói thêm là phải là dưỡng ẩm tốt, bởi vì dưỡng ẩm tốt sẽ giúp cho da các bạn nó không bị mụn nhé. Rồi, và sản phẩm điều trị và sản phẩm bảo vệ mắt thì các bạn cũng tùy theo cái mức độ rút của các bạn thôi. Rút đến đây là rút được 2-3 bước rồi, còn có 3 bước thôi thì hai sản phẩm còn lại đấy, là bảo vệ mắt và sản phẩm điều trị. Thì nếu các bạn hài lòng
không muốn sáng hơn nữa, mà cũng không muốn là điều trị mụn nhiều hơn nữa, bởi vì có một vài cái mụn thôi các bạn cảm thấy không cần điều trị nữa thì chúng ta lược đi, vì hoàn cảnh các bạn, vì kinh tế các bạn, vì điều kiện các bạn đấy, các bạn cảm thấy các bạn có thể lược đi. Rồi bảo vệ mắt cũng vậy, chúng ta có thể là có thể thôi nha, nhưng mà lý tưởng mình nói rồi, nhưng ý là các bạn cảm thấy da vùng mắt mình vẫn đẹp, mình chưa đủ điều kiện để chi trả thì mình có thể là cũng bỏ đi. Ơi tóm lại thì chúng ta tối giản đến đâu thì tối giản nhá, phải có làm sạch, phải có kem chống nắng. Đấy, và cũng nên đừng nên bỏ cái dưỡng ẩm. Đó là ba cái điều mà mình muốn nói với các bạn về cái tối giản. Còn tối giản đến đâu thì là do các bạn. Rồi, chào các bạn. Chúc bạn sức khỏe.